Phương Lan xin lỗi vụ ồn ào, tiết lộ mối quan hệ với Minh Dự, Nam Thư. Diễn viên Phương Lan đăng bài xin lỗi sau vụ ồn ào bài viết của Phan Đạt. Cô khẳng định mối quan hệ với Minh Dự, Nam Thư vẫn tốt đẹp. Dòng trạng thái của Phương Lan trên trang cá nhân. Hôm ngày 5 tháng 10, diễn viên Phương Lan đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân hơn 160.000 lượt theo dõi, lên tiếng về những ồn ào xoay quanh bài viết Phan Đạt. Sau phim Gái Già Lắm Chiêu gửi lời xin lỗi đến khán giả, đồng nghiệp và đặc biệt là gia đình Thế Giới Trẻ, nơi em đã gắn bó từ những ngày đầu mới ra trường. Theo nữ diễn viên 9X, câu chuyện cá nhân của cô đã ảnh hưởng đến tập thể, gây phiền lòng cho mọi người những ngày qua. Phương Lan nhấn mạnh giữa mình với Minh Dự, Hoàng Phi, Nam Thư hay những đồng nghiệp khác vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Dưới góc nhìn khách quan và đa chiều, tôi vẫn tin rằng sự yêu thương này vẫn còn tồn tại và niềm tin của mọi người sẽ luôn ở đây, luôn đồng hành cùng tôi. Tại thời điểm này, tôi mong tất cả mọi người thương và hiểu cho tôi. Một lần nữa, tôi xin cúi đầu biết ơn và xin lỗi mọi người, Phương Lan chia sẻ. Phương Lan và Phan Đạt từng có 5 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà vào tháng 11. 2023, thời gian qua, nữ diễn viên giữ im lặng trước vụ ồn ào trước đó. Phan Đạt, chồng Phương Lan gây chú ý khi liên tục đăng tải bài viết chia sẻ về showbiz, nhắc tên một số nghệ sĩ như Minh Dự, Nam Thư. Vụ việc được cộng đồng mạng quan tâm. Liên quan đến ồn ào này, Minh Dự cho biết đang cùng ekip tiến hành liên hệ với đơn vị lập vi bằng để đảm bảo rằng mọi chứng cứ được thu thập một cách minh bạch và đúng pháp luật. Các chứng cứ này sẽ được chúng tôi dùng để làm việc với cơ quan chức năng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, diễn viên 9X cho hay. Trong khi đó, sân khấu Thế Giới Trẻ cũng đăng bài xin lỗi khán giả vì những lùm xùm vừa qua. Ban giám đốc cho biết đang tiến hành gặp gỡ và làm việc với các cá nhân cũng như các vụ việc liên quan để tìm hiểu thông tin chính xác nhất, đưa ra giải pháp phù hợp để giải quyết vụ việc. Chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng và kịp thời về các diễn biến trong vụ việc, nhằm tránh gây hiểu lầm cũng như hoang mang với khán giả, đơn vị này cho hay.